Xin chào con, thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ con thêm một cái giống mắc-ca gọi là giống đa đao. Hôm trước mình có quay vườn của cô Trịnh á, thì mình quên chia sẻ với con về vấn đề là giống đa đao. Thì cô cũng chia sẻ là trong vườn có xen được mấy cây đa đao. Thì cái quá trình mà hôm trước phun kích hoa chung với cả vườn á, thì giống đa đao đã ra hoa và đậu quả rồi. Hôm nay mình sẵn dịp này mình chia sẻ với con luôn cái thứ nhất là cái đặc điểm và cái hình thái và cơ chế sinh trưởng phát triển và một số đặc điểm chung chung của cây giống mắc ca đa đao. Thì hôm nay có mặt tại vườn thì mình cũng quay con xem về cái mô hình mà đậu trái của cây đa đao này. Cái thứ nhất là tỷ lệ đậu trái, cái thứ hai nữa là những cái chuỗi hoa chuỗi trái rất là dài. Nếu về nguyên tắc cơ bản á, nếu như bà con nông dân chúng ta mà chưa phun thuốc á thì chuỗi hoa chỉ dài tầm khoảng 10 đến 15 cm thôi. Còn như cái này mình đã trên clip này là đã phun dưỡng và phun kích rồi. Cho nên cái chuỗi hoa sẽ dài tầm khoảng cỡ 30 đến 40, thậm chí có những chuỗi tới 50 phân. Đó là thực tế mình quay video còn xem luôn để tránh tình trạng một số bà con nông dân bảo là nói thì không đúng thực thật. Nhưng qua video hình ảnh thì hầu như bà con cập nhật sẽ khác. Vì có những cái chế phẩm điều tiết thì sẽ giúp cho chuỗi hoa ta sẽ dài hơn, còn để tự nhiên thì sẽ có những vấn đề theo tự nhiên. Thì mình sẽ xin nói sơ và con về cái giống mắc ca đa đao. Thứ nhất á, là về cái hình dáng cây thì con thấy rồi. Đối với cái tán cây á, thì nó hình trụ. Kích thước trung bình á, thì tán rộng tầm 4 đến 5 mét. Và chiều cao thì trung bình thì thường thường bà con biết rồi, 10 đến 11 mét. Thì phải sau 10 năm á, thì ta mới thấy được cái chiều cao của giống đa đao này. Và phân cành á, thì cành lúc nào cũng khỏe và to, khác hẳn với giống OC và VN một số giống khác. Còn vấn đề để nhận biết qua cái lá thì con nhìn cái lá có hình bầu dục mà hẹp, màu xanh đậm và kích thước lá nó có chiều rộng tầm khoảng cỡ 5 cm thôi, còn chiều dài thì trung bình khoảng 10 cm. Thì cái đầu lá nó hơi tròn và sáng một xíu, cái góc lá nó hơi nhọn. Và con để ý và con khi mình nhìn để phân biệt á, con nhìn cái mép lá nó hơi gợn sóng yếu, ít gai, và cái gai nằm ở chủ yếu là ở góc lá. Qua đó còn thêm một cái đặc điểm để con ta nhận dạng, đó là cái gân lá nó hay nổi trên cái mặt lá. Đó là những cái đặc điểm mà cơ bản nhất. Thì còn về cái chùm hoa thì mình cũng chia sẻ, mình vừa nói bà con á, chùm hoa trung bình dài 10 đến 15 cm, cụm hoa nó dày và hoa có màu hơi vàng nhạt. Đó là đặc điểm tự nhiên khi mà bà con nông dân chúng ta chưa điều tiết thuốc hoặc là một số chế phẩm sinh học, chế phẩm để thúc cái quá trình hoa chúng ta dài, mập khỏe và tỷ lệ thụ phấn cao. Đó là cái vấn đề nhận dạng qua cái chùm hoa. Còn đối với quả thì con nhìn thấy rồi, quả có hình gần tròn thôi, nó không có tròn hẳn được. Còn kích thước trung bình vỏ thì nó có màu xanh đậm, hơi xù xì. Và đầu quả có mũi ngắn và cuống quả nó dài trung bình thôi, hơi dày và cổ phát triển mạnh, phân biệt rõ ràng với cuống quả luôn. Nó không có tròn hẳn như tất cả các giống khác, không giống như OC và VN. Đó là mình nhận dạng sơ của con xem thông qua hình ảnh này luôn. Mình quay trực tiếp con xem về cái hình ảnh quả. Còn về hạt á, thì cái hạt thì sau này có những clip nào mình bóc vỏ về cái giống mà đa đao này mình sẽ quay cụ thể cho con. Nhưng qua đây mình cũng chia sẻ với con luôn á, thì hạt nó có hình hơi tròn thôi, màu hạt chè và vỏ hạt thì hơi bóng, và cụ thể là cái hạt không có được tròn hẳn mà nó hơi lòi lõm và có những cái điểm đốm và có những cái gờ phân và cách hạt rõ ràng. Và trung bình cái vỏ hạt nó dày khoảng cỡ 2 đến 2,5 mm thôi. Đó là những cái vấn đề mà cơ bản mà thiết yếu nhất mình quay và chia sẻ với con. Thì còn vấn đề nhân thì cũng có dạng hình cầu có mũi nhọn ngắn và có cái màu, có cái đường phân cách giữa hai cái mỡ nhân là màu trắng rõ ràng. Thì đây là một trong những cái video mà mình quay cụ thể và chia sẻ con về vấn đề mà vườn của cô Trịnh có giống mắc ca đa đao. Thì thông thường bà con cũng biết rồi, thực sự bây giờ đối với cái việc mà trồng mắc ca thì rất là phổ biến bà con nông dân của chúng ta. Nên qua đó những clip mình hướng dẫn con xem á, thì mình đều chia sẻ những giống mới luôn để cho bà con nông dân chúng ta xem mà tham khảo được một số giống. Thì cái vườn này con thấy rồi, những cái lứa hoa trước á,
ra hầu như đậu tỷ lệ là đạt 70% hết rồi. Còn vấn đề về trái lớn thì sau này mình sẽ cập nhật cho con xem. Thì sắp tới mình sẽ cập nhật một số vườn ở lứa hoa 1 mà đã đậu trái lớn rồi, thì mình sẽ đưa ra cái biện pháp mà chăm sóc cho hiệu quả và đạt năng suất cao hơn. Đó là một trong những cái vấn đề mà con nông dân chúng ta thiết yếu và cần nhất. Thì toàn bộ vườn này mình sẽ quay toàn bộ con xem. Có thể mình sẽ leo trên cây mình quay cho con xem những cái chuỗi hoa của giống radao này đậu như thế nào và tỷ lệ đậu có cao hay không. Thì qua đó là những hình ảnh cụ thể và thiết yếu nhất. Thì gần đây có rất nhiều con nông dân chúng ta cũng có hỏi mình là một số vườn ra hoa trẻ có kích được nữa không, thì mình cũng chia sẻ với con là bà con có kích hoa bình thường cho mình. Còn những cái vấn đề mà đậu trái thì mình sẽ cập nhật tiếp con xem đã, con có những cái video và có những cái kế hoạch chăm sóc phân bón cho phù hợp để khi mà mắc ca chúng ta đậu để khỏi bà con dân ta bỡ ngỡ. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi video đi, mình cập nhật video này toàn bộ là giống radao. Xin cảm ơn bà con ạ. Và cái này mình kiểm tra chi tiết và tỷ lệ đậu và tỷ lệ rụng. Xin cảm ơn bà con ạ.